xin cha thương dân tộc con triền miên trong khổ đau, chịu đựng khó nghèo, chịu bao cơn bế dâu. Xin thương dân tộc con chìm trong tối tăm, còn xa cách ánh sáng chân lý Ngài. Xin cha thương dân tộc con, xin thương dân tộc con, cho chúng con ngày tháng yên vui, xin thương dân tộc con. Đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa, đất nước nào có Chúa có phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa thật phước hạnh thay. Tôi là người trong một cái gia đình thờ đạo Phật và phong tục theo như tổ tiên. Đấy, và hồi đó là tôi những người cũng như mọi người khác trong dân tộc Việt Nam thì mình tôn sùng ông Phật. Và tôi có một cái tâm sự buồn là năm 1988 là tôi có cái thù oán với mọi người. Lúc đó tôi mải chơi, tham gia cờ bạc, đánh nhau, thế người ta mới ghét mình, thù mình. Một buổi tối, tôi vợ tôi lúc đó là mới cưới nhau được một tháng, đang đi trên đường là có cái xe máy đi ép sát lại, có người ngồi sau người ta bịt mặt, người ta hắt một cái ca acid vào mặt thôi, tức là cả hai vợ chồng đều bị bỏng acid. Vợ tôi thì bỏng rất nhiều vào mặt với cả người, tôi thì bỏng vào mặt ở người nhưng mà riêng hai mắt thì bỏng nặng nhất. Tức là từ năm 1988 là tôi không nhìn thấy được cuộc sống, tôi phải đi bệnh viện trong vòng 2 năm ở Hà Nội không chữa được mắt. Về nhà nằm trong một cái buồng nhỏ 3 năm trời, lúc nào cũng suy nghĩ buồn bã về cuộc sống, vì lúc đó ban ngày như ban đêm, xung quanh lúc nào cũng là bóng đen cả. Tôi rất chán vì mình phải sống phụ thuộc lại rồi nhiều người phục vụ mình, mình cứ ngồi không như vậy. Lòng tôi rất nhiều thù oán. Ngay dưới cái gầm giường mà tôi ngủ là lúc nào cũng có gươm, rồi có vũ khí, vì mình luôn luôn đề phòng cảnh giác, thù hận. Thế rồi đến năm 1993, tôi được nghe nói về Chúa Giêsu. Tôi rất là nghi ngờ, vì tôi nghĩ rằng các cái tôn giáo khác rất là lớn trên thế giới, người ta còn rất là nổi tiếng nhiều thế kỷ, còn Chúa Giêsu thì tôi cảm giác như là rất là tầm thường. Nhất là suy nghĩ về hình ảnh Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá thì tôi thấy nó yếu đuối quá. Nhưng vì cái người mà nói về tin lành cho tôi nói với tôi rằng Chúa Giêsu là đấng đã từ kẻ chết sống lại, có quyền năng biến đổi mọi cuộc đời, có thể mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, mở miệng cho người câm, làm người què được đi và người chết được sống lại. Chúa Giêsu đã lên thập tự giá là chết thay tội cho nhân loại và cho nó có tôi. Tôi nghĩ là rất là lạ là tôi với Giêsu không quen biết, cách nhau mấy ngàn năm như vậy thì làm sao có liên quan gì. Nhưng vì cái người truyền đạo nhiệt tình quá, hôm trước đến tôi không tin Chúa, hôm sau cô lại đến, và mỗi lần nói về Chúa thì cô đều khóc.
thì tôi mình thấy có cái sự cảm động là có một người rất nhiệt tình nói về Giê-xu, cứ đổ nước mắt nói về Giê-xu cho mình nghe. Thế tôi sốt ruột, tôi tin Chúa để cho nó được việc, để đỡ nghe cô nói nhiều quá. Khi tin Chúa xong thì tôi muốn cầu nguyện với Chúa là nếu như Chúa Giê-xu thực sự là Đức Chúa Trời thì hãy làm phép lạ cho tôi, thì tôi sẽ tin Chúa. Trước đây tôi có một cái thói quen là nghiện thuốc lá. Tôi nghiện thuốc lá nhiều năm rồi. Mỗi ngày tôi phải hút 2 gói thuốc lá, 3 số. Mà tôi đã từng cầu khấn ông Phật cũng không cai được, tìm mọi cách không cai được thuốc lá. Tôi có cầu nguyện với Chúa Giê-xu là nếu như Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thì hãy giúp tôi cai thuốc lá. Và tôi cai được thì tôi sẽ tin Chúa. Tôi cầu nguyện xong hôm trước thì hôm sau là tôi bị một cơn sốt rất lạ thường. Từ đầu đến gót chân là cứ nóng. Nhưng mà cơn sốt rất là lạ lùng. Vẫn sốt, vẫn nóng như vậy nhưng mà ăn vẫn ngon, ngủ ngon. Thì tôi thấy rất lạ. Và tôi thử châm đũa thuốc đặt lên môi thì tôi cảm giác như là có hòn than. Mà rất là sợ thuốc lá. Tôi vứt đũa thuốc đi. Sang ngày hôm sau tôi vẫn bị cơn sốt như vậy. Và cứ liên tiếp như vậy sốt trong 7 ngày. Và mỗi lần mà tôi châm thuốc lá hút ấy, là tôi bỏng môi. Nóng cổ không hút được. Chưa bao giờ tôi sợ thuốc lá như thế. Thế là suốt 7 ngày như thế tôi cứ thử hút thuốc lá, đặt lên môi là nó lại nóng, tôi lại bỏ thuốc lá ra. Và rồi tôi đã hiểu ra rằng Đức Chúa Giê-xu đang hành động quyền phép Ngài trên đời sống tôi. Đến ngày thứ 7 là tôi thực sự là vô cùng sợ thuốc lá. Và thế là tôi đã thực sự đầu hàng Chúa Giê-xu, tin Chúa Giê-xu hoàn toàn. Tôi nói với Chúa rằng Ngài đã giúp con cai thuốc lá, là cái việc mà con không thể làm được. Tôn giáo đạo Phật và cả gia đình cũng không ai có thể giúp tôi được. Và tôi biết rằng Đức Chúa Trời thực sự có thật, và Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Từ đó tôi quyết tâm là tìm hiểu Chúa Giê-xu. Và rồi tôi cứ nhờ người này người khác đọc Kinh Thánh cho tôi, đi nhà thờ nhờ mọi người đọc lời Chúa. Và mỗi lần nghe lời Chúa tôi thấy rất là phước hạnh, rất thấy là bình an. Nhất là có một lời Chúa trong sách Châm Ngôn đấy, là nói rằng người khôn ngoan có đôi mắt ở trong đầu. Tôi rất buồn vì nhiều năm mình hỏng mắt và rất là mặc cảm, không nhìn thấy cuộc sống. Nhưng khi có một câu Kinh Thánh là người khôn ngoan có đôi mắt ở trong đầu, tôi bừng tỉnh. Tôi hiểu rằng tôi cần phải có đôi mắt ở bên trong. Và thế là tôi quỳ gối, tôi cầu xin Chúa trong một ban đêm, xin Chúa cho con được mở đôi mắt ở bên trong, mắt trong đầu, mắt tâm linh. Tôi đang cầu nguyện như vậy thì có một luồng ánh sáng chiếu rọi, dường như là xuyên qua đầu tôi, xuyên suốt người tôi. Tôi cảm giác như người tôi trở thành thủy tinh trong suốt. Tôi được hòa tan trong ánh sáng đấy. Mãi sau này tôi mới hiểu là Chúa Thánh Linh đã cho tôi có được đôi mắt mở ra để thấy mình thật là mong manh, nhỏ bé, và thế giới của xung quanh mình rất là rộng lớn. Và trên cả thế giới này có một đấng vĩ đại vô cùng, đó là Đức Chúa Trời hằng sống quyền năng. Từ ngày đó tôi càng say mê tìm hiểu về tin lành của Chúa. Và cảm ơn Chúa, Chúa giúp tôi không những cai thuốc lá, lại giúp tôi cai cả nói bậy nữa. Trước đây tôi rất hay nói bậy, nói tục.
Tôi cầu xin Chúa, tôi đọc Kinh Thánh thấy lời Chúa phán rằng hãy nói lời cao trọng thì miệng ngươi sẽ là miệng của Đức Chúa Trời. Thế là tôi lại cầu xin Chúa cho tôi có cái miệng thay đổi đi. Rất là lạ, trước đây tôi nói bậy một cách tự nhiên, nhưng từ ngày tôi cầu nguyện Chúa như vậy thì mỗi khi tôi nói bậy ra tôi thấy nó xấu hổ, thấy có gì đó nó ngượng ngập, lương tâm mình nó cắn rứt. Và những lần như vậy tôi rất là đau khổ, lại vào một chỗ vắng trong phòng cầu nguyện Chúa xin ăn năn, xin Chúa tha thứ. Và cảm ơn Chúa, chỉ trong một thời gian tự nhiên tôi mất hẳn đi tính nữa bạn. Bây giờ muốn nói không nói được nữa. Giống như người ta bảo là thay máu, mình thay đổi tâm tính một cách lạ lùng. Sau khi có Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời, tôi được Ngài giúp đỡ thay đổi rất nhiều công việc. Trước đó tôi là người buôn bán cần sa, tôi là người thích đánh bạc. Nhưng mà khi có Chúa Giêsu là tôi không buôn bán cần sa nữa, tôi không đánh bạc nữa, không đánh số đề nữa. Tôi thay đổi hoàn toàn. Trước đó tôi rất hay gây gổ với công an, gây gổ với mọi người xung quanh. Nhưng từ khi có Chúa Giêsu tôi không gây gổ nữa. Vì tôi biết mình là con trai của Đức Chúa Trời, tôi phải sống giống như Chúa Giêsu, là hình ảnh toàn vẹn, là hình ảnh thiện lành mà Đức Chúa Trời gửi đến cho nhân loại chúng ta, học theo gương Chúa Giêsu. Và rồi có một lần kia, con gái tôi 2 tuổi rưỡi bị sốt ốm. Khi tôi đang ngồi làm việc thì bác cháu bế cháu, thì bế xuống dưới nhà tầng 1, thì tôi nghe có người nói rằng con gái của anh Thịnh chết rồi. Tôi biết là cháu đang sốt nhưng làm sao có thể chết được. Từ tầng 2 tôi chạy vội về phía cầu thang để xuống xem con mình ra sao. Thì đang chạy được 3 bước thôi thì có một cái bức tường trắng vô hình hiện ra chắn lại thôi. Tôi quỳ xuống, tôi thấy có một sự hiện diện của một đấng vô hình rất đỗi cao cả. Lòng tôi rất kính sợ. Tôi hỏi có phải là Chúa Trời không? Thì có tiếng trả lời rằng ta đến để cứu con, cứu gia đình con và cứu con gái của con. Thế tôi hô lớn: cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, hallelujah. Sau đó bức tường trắng biến mất. Tôi từ từ đi xuống dưới cầu thang thì thấy những người xung quanh khu vực tôi ở đứng rất đông người quanh cửa. Người thì nói rằng chết rồi, người thì nói rằng đưa đi bệnh viện cũng không kịp nữa. Nhiều tiếng nói khác nhau. Tôi đi xuống, vừa đi tôi vừa nghĩ trong lòng rằng mình sẽ làm gì đây. Tôi hỏi bác cháu thì đang bế cháu trên tay, nói rằng cháu không thở, người cháu cứng ra mà toàn thân tím ngắt lại. Thì tôi thầm nói trong lòng rằng Chúa ơi con phải làm gì. Thì có tiếng Chúa phán rằng con hãy nói điều ta muốn con nói. Tôi lại nói với Chúa trong lòng tôi rằng con không dám nói, vì lúc đó tôi chưa biết cách nói về Chúa, chưa quen. Mà xung quanh thì toàn là những người công nhân, hải quan, cán bộ, người hàng xóm, rồi người xe ôm, xích lô, đủ các tầng lớp, người bán hàng. Tôi sợ là nói ra về Chúa thì họ sẽ cười, họ cho tôi là mê tín. Mọi người cứ ầm ĩ bàn tán về tính mạng con gái tôi. Nói chung là nói rằng con gái tôi chết, không kịp nữa. Tôi mới nói với Chúa là Chúa ơi nếu Ngài muốn con nói thì xin Ngài cho con được nói, thì cho con mạnh dạn nói. Ngay lúc đó tôi thấy lòng tôi rất là thoải mái và rất là tự nhiên và rất là nóng cháy, dường như có gì đó thôi thúc bên trong. Tôi đang nói rằng xin mọi người hãy trật tự,
ở đây có Đức Chúa Giêsu. Thế thì tất cả mọi người cười âm lên. Thì con mình thì dường như là sắp chết, mà mình lại nói về một ông Giêsu nào, thì người ta nói là mình đúng là mê tín. Thì tôi nói là mọi người cứ yên tâm, ở đây có Chúa Giêsu, chắc chắn mọi người sẽ thấy. Và thế là tôi đặt tay trên ngực con gái tôi nói rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài cho con gái con được tỉnh dậy, để cho mọi người ở đây biết rằng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Tôi vừa dừng tiếng cầu nguyện thì con gái tôi 2 tuổi rưỡi chưa biết nói nhé, đây là câu đầu tiên cửa miệng của nó, nó cất tiếng Amen. Và theo như người ta tả lại, con gái tôi đang tím như than thì mặt nó lúc đó hồng rực như mặt trời, hơi thở đều đặn. Thế là cả mọi người xung quanh ôn ào lên, ạ lấy lạ, vì sau khi tôi cầu nguyện Chúa Giêsu, con tôi tỉnh dậy. Ngay sau đó tôi bế con tôi chạy lên tầng 2 nhà tôi, tôi quỳ xuống, tôi khóc vì Chúa thương tôi, Chúa đã giữ gìn tính mạng con gái tôi, vì nó là nguồn vui của tôi. Tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, Ngài đã bảo vệ mạng sống con gái con nguyện trọn đời tin Ngài và làm chứng về Ngài. Kể từ đó đến nay đã 10 năm rồi. Lúc nào tôi cũng muốn nói về Chúa Giêsu cho mọi người biết, chính Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, chính Ngài là đấng tạo hóa vĩ đại, chính Ngài là cứu Chúa của thế gian này. Thật tiếc cho những ai không có Chúa Giêsu. Và tôi kể từ khi nhận biết được Chúa Giêsu là tình yêu, Chúa Giêsu là đấng tà trị trên muôn loài, Chúa Giêsu có quyền năng khiến cho mọi cuộc đời tội nhân trở nên những người cơ đốc có đời sống mới, tôi tiếc biết thế này, mình tin Chúa từ trong lòng mẹ. Nếu thế giới này ai cũng sống giống như Chúa Giêsu, tôi dám chắc sẽ không có chiến tranh, không có tai nạn xã hội, cũng không có đói nghèo, không có bệnh tật, cũng chẳng còn chết chóc và tang tóc nữa. Vì Chúa Giêsu là nguồn sống, là tình yêu, là phước hạnh muôn đời. Qua lời chứng đơn sơ của tôi nguyện cầu tất cả những ai nghe những lời chứng này hãy đến với Chúa Giêsu. Nếu ai thực sự muốn thay đổi đời sống của mình, dù quý vị là ai, là nhà bác học, là danh nhân, vĩ nhân lẫy lừng đi, hay quý vị là một cương vị chủ tịch nước hay tổng thống một nước quốc gia nào đó, hay quý vị là một nhà kinh doanh thành công, một nhà tỷ phú có nhiều tiền trong ngân hàng, những cái đó không cứu được linh hồn quý vị. Bất kỳ quý vị là ai, chỉ có Chúa Giêsu hiện thân của Đức Chúa Trời có thể cứu được linh hồn chúng ta, có thể thay đổi được cả thế giới này và thay đổi được mỗi đời sống chúng ta, từ những con người xấu xa tội lỗi trở lên những thánh nhân mang hình ảnh thánh thiện của chính Chúa Giêsu, là hình ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Và nguyện các hội thánh của Chúa khắp năm châu liên hiệp lại để rao giảng phúc âm yêu thương của Đức Chúa Trời cho tới khắp địa cầu, để cả thế giới này tràn ngập tình yêu của Chúa như lời của Chúa. Ấy là thế giới này phải nhận biết về sự vinh hiển của Giê-hô-va Đức Chúa Trời như là nước ngập tràn biển. Cả thế giới ai nấy đều sống trong tình yêu của Chúa Giê-xu. Và tôi khát khao cả thế giới này đều là môn đồ của Chúa Giê-xu. Tôi khát khao dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thuộc về Đức Chúa Trời. Vì thực sự gia đình nào có Chúa Giê-xu, gia đình đó hạnh phúc. Dân tộc nào có Chúa Giê-xu, dân tộc đó phước hạnh. Thế giới nào có Đức Chúa Trời làm chủ, thế giới đó mới thực sự là thế giới của hòa bình, phước hạnh. Dân tộc nào có Chúa, dân tộc nào có Chúa, thật phước hạnh thay. Dân tộc nào có Chúa, thật phước hạnh thay.